Hậu liếp nu 100% gây sốc. Ngọc Trinh tung bộ ảnh đẹp ngẩn ngơ, hóa thiên nga vừa nền nà vừa sexy đối lập. Nhan sắc của Ngọc Trinh trong bộ ảnh mới nhất quả thật khiến ai cũng phải suýt xoa trầm trồ. Sở hữu vóc dáng đẹp cùng gu thời trang ấn tượng, Ngọc Trinh hiếm khi nào khiến công chúng phải thất vọng về nhan sắc càng quét của mình. Đặc biệt, dù là bất kỳ phong cách nào, từ cá tính, năng động đến dịu dàng nữ tính hay sexy, quyến rũ, tất cả đều được nữ hoàng nội y cân hoàn chỉnh. Mới đây, Ngọc Trinh lại khiến công chúng phải đổ dồn sự chú ý khi tung bộ ảnh khoe trọn sắc vóc hoàn hảo cùng những thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Đặc biệt, thay vì ảnh nội y nóng bỏng hay ảnh nu táo bạo, người đẹp lại trông vô cùng khác lạ khi xuất hiện với hai hình ảnh đối lập. Một Ngọc Trinh nền nà thánh thoát hệt như thiên nga trắng và một Ngọc Trinh quyến rũ đến bức người khi hóa thân thành thiên nga đen. Có thể nói, dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi nhưng nữ hoàng nội y vẫn sở hữu vóc dáng tươi trẻ, gợi cảm đáng ghen tị. Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi cô nàng gây sốc với clip chụp nu ít ngày trước đó. Ngọc Trinh đẹp nền nà khi hóa thân thành thiên nga trắng trong thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Chính nhờ vào sự biến hóa đa dạng của bản thân, Ngọc Trinh luôn giữ được độ hot trong lòng công chúng.